Xin chào các bạn nhé, thì trên tay lại đang cầm một cái lọ ven vi sinh Optibac. Đây là một loại ven men vi sinh hỗ trợ phòng và điều trị những cái bệnh viêm nhiễm âm đạo và viêm đường tiết niệu, và giúp cân bằng pH âm đạo, giúp tăng cường sức khỏe bùng kín và nâng cao sức khỏe bùng kín. Thì một cái lọ viên Optibac như này thì sẽ có hai loại, một loại là 30 viên và một loại 90 viên. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái Optibac này thì chúng ta sử dụng để điều trị, thì ngày chúng ta sử dụng 2 viên, thời điểm uống tốt nhất là buổi sáng sau khi ăn, và nếu mà chúng ta để dự phòng thôi, để phòng bệnh ấy các bạn ạ, thì chúng ta sử dụng mỗi sáng một viên sau khi ăn là tốt nhất các bạn nhá. Thì đối tượng sử dụng để sử dụng em này thì là tất cả những chị em phụ nữ mà muốn phòng bệnh viêm nhiễm âm đạo thì chúng ta đều sử dụng được mỗi ngày một viên. Những người đang mang bầu, những người sau sinh đều sử dụng được, và những người không sử dụng được là chị em dưới 4 tuổi các bạn nhá. Thì chúng ta có thể sử dụng, cái bạn này sử dụng thường xuyên luôn, hàng ngày. Hàng ngày nhá, nếu mà các bạn có bất cứ những thắc mắc gì về cái sản phẩm này thì có thể inbox cho lại để có thể tư vấn cho mọi người nhá.